Hi Cherry, ở này con của bà chính Kali nè cả nhà ơi, con thằng Út nè, nay nó cao dễ sợ không? Wow. Ông chuẩn bị sửa soạn đi nè, đi mấy cái vụ này nó có girlfriend hay là boyfriend gì nó dẫn theo? Có girlfriend không? Hả Cherry? Jerry say hi. Trời ơi, giống như là mấy người tài tử Korean ha. Huh? Korean barbecue. Yeah, Korean barbecue. Pilot. Yeah, you like pilot. Trời ơi, đẹp dễ sợ không? Nè Cherry nè, say hi cho em Tì đi. Em Tì bên Việt Nam á. Yeah. You go now? Yeah. Okay. Enjoy. Enjoy your time. Hello cả nhà ơi. À, bữa nay mình chạy qua nhà của bà chính Kali nữa nha cả nhà. À, bữa nay đi làm về thì mấy đứa cháu hôm rồi nó qua chơi, con của bà Táo ở bên thì nó đi kết nó qua chơi đó. Bây giờ ngày mai tụi nó đi về thì bà chính bà đãi bà mười mua 6 con gà đem lợi cho bà chính làm để đãi mấy đứa cháu ngày mai nó đi về về nhà ở bên Connecticut. Thì giờ mình sẽ quay cho cả nhà coi nè, mình quay cho cả nhà coi gà hấp nha, mà chính bữa nay làm gà hấp. Cái tuần nay nó ăn cơm nhà. Hổm rài qua chơi cái tuần lễ cái đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài ăn không à cả nhà ơi. Bữa nay ngày cuối nè, thứ 6 ngày mai sáng nó về rồi. Cho nên bà 10 làm gà hấp. Cơm gà Hải Nam cho mấy đứa nó ăn. Rồi mời cả nhà coi nha, 6 con gà hấp là chặt ra mà nó mềm hơn. Nó chặt mềm cỡ đó mà bà nè bà. Ăn với dưa cà với lại nước mắm gừng ha. Bà này bà Út mà bà còn nói là chưa chín hay chưa không? Đó này cũng là gà hấp luôn. Mà mấy đứa nhỏ nó ăn trước rồi chút xíu nữa mình ăn sau nha. Mẹ đi về rồi, mẹ đi rồi, tối mẹ mới về. Xong hết rồi mẹ mới về. Say hi. Hello YouTube. Hả? 10,000 subscribers. Đó, này con của là 8 nè. It's okay. That's the other one. Nè, này the other one nó mới tắm ra cả nhà. Mới tắm ra chuẩn bị đằng tối nay 4 giờ lên máy bay về bên Connecticut. Đã mới cơm mày. Nè. Đó, này ăn gà. Con gái Út của bà Tám á. Ăn cái gì đi. Bên đó có gà đi bộ không? Không. Không, gà đông đá không hả? Mở đèn lên dạ. Đi. Ở bên đó là tiểu bang á các bạn, cả nhà. Tiểu bang nhỏ cho nên không có gà đi bộ, không có gà tươi, toàn là gà đông đá không à. Gà tươi á, mượn mua á. Đó gà giấy á, đó gà. Ngon không? Nó lấy cái tươi đó. Ok. Let me just start my hands and I'll give you guys it. Ok. Mời đi, mời cả nhà dùng đi nè. Lệnh đi nè. Thôi ngồi ngay cho. Tí nó không có ăn gì mà có xương hết á. Nó bằng gà nạc đó. Cherry nó cũng ăn nữa này, cherry có xương. What? Yeah, he say cherry have bone in there. Yeah, yeah, my apartment, I don't let bone come in the front door. Yeah. You have bone in your body, tí? Only my bone. She tried to give me chicken wings, I said no. I'm not gonna bring that in the door. Why? I don't want bone in my heart, no. No bone in the house.
xương vô đây. Cái đó là đồ dư, đồ xài thôi hả? Có bỏ xương ra. Lấy quậy. Stuff straight from China. Ừ. Nè tí, thịt nè. But some of the stuff is cheap. Ừ. Yeah. Nhưng mà cheap mà có good không? No. Xong rồi ăn đây hai đứa. Như lên nó còn nhà cái đùi như lên ngon nè, tỷ nó ra xương nha. Nó lo cho nó này mai về. Mẹ thấy ở trong nó bán nó cũng đủ rồi. Speck chè. Ăn thì lên như là hai đứa ăn đi. Dạ. Được không? Ngon ngon. Đi phải. Ngon thiệt. Mẹ cũng mừng nghe kể chút mà nói cho mừng nghe. Nè bỏ xương ra. Nói cho mừng nghe lại này. Đó, mừng đó. Sáng giờ đi mua đồ tư một cái đi. Ngon à. Mời cả nhà dùng nha, đứa ăn con gà nè cả nhà. Béo quá đây rồi. Có cho mèo ăn nè. Con hết hai mấy đồng đó. Đứa ăn con gà nè. Rồi bữa nay cuối tuần mỗi đứa ăn con gà nha cả nhà. Gà bà Chính làm đãi cho con của bà Tám nè. Dạ. Rồi mời cả nhà dùng nha. Nói lấy cái cây này chả hình vui mà có quên quên. Cái cây quên bánh xèo nè. Cái cây quên phiên bà xèo. Ở nhà tôi kìa. Ta nói ta lấy. Bà nói ủa tao mất tiêu. Vậy là mai mưa hả? Ừ. Mưa thì đó có 100%. 100% luôn. Ừ. Tao nói đem qua cho mày mà cứ... Trời ơi, trời ơi, ôi hề đấy. Nhưng mà đâu biết mua giờ nào mới xong. Tao nói tao lấy qua mà bỏ ra ngoài carai mà tao cứ quên hoài luôn. Mày ăn đồ ăn tao mà đồ ăn mẹ nó ăn được. Rồi mời cả nhà dùng cái nha. Này ăn gà giống như trong phim tàu không cả nhà. Phim tàu xưa đóng phim tàu ăn là nguyên con gà ăn cái đùi ăn không à. Trước người ăn nó bỏ nước bánh tráng. Nước người 2-3 miếng vậy. Tao hỏi rồi, ủa anh ăn cơm rồi ăn bánh tráng à? Hay ăn gì á, nó đỡ tốn cơm. Ôi nó quẹt mà nó tanh bởi người lương. Gà này gà đi bộ như thế nha. Con nhiêu 20 đồng? Ngày hai mấy đồng á. Con gà nhỏ xíu 22 đồng á. Con gà nhỏ xíu 22 đồng. Thôi mày gà Mỹ đồng à. Mình gà Mỹ mình đem về mình nuôi á nó dai dễ sợ luôn nha. Ừ, tại mình nuôi vậy sao? Ngon. Kỳ đó mua nhớ mua cho tí lần nhớ mình đem đó. Mua lần mấy chục con á. Mà con nào nó lấy chặt rổ đổ nhớ. Tôi nuôi gà tre nó cũng đẻ luôn. Nở con. Bữa nào tôi nuôi gà. Nuôi gà mái. Mẹ đó ông quà tưởng chết rồi. Điện là tao. Cảnh sát lấy gà không? Hỏi chị. Không. Rồi giờ lối xóm nó thưa giờ cảnh sát muốn bắt tôi bỏ con gà. Cái đấy ông bị rồi giao cho tôi nữa hả cha? Cha muốn nuôi gà trống chứ. Ừ. Rồi hỏi rồi cha đem về đâu bỏ vô phạt á. Hãy nhớ ông bà cực chết. Dễ ăn. Gà trống móng cừng. Sao ăn thêm ho mà đau. Nó gì? Master đây. Nè ra đây hai đứa tao tặng cho bà Chính mà má Chính cô chung tí. Đi đâu? Đi store tái sơn. Trời ơi nhờ có một tí á. Yeah. Chở tới chở luôn đó mà. Rồi cả nhà ơi mấy chị em mình ăn gà luộc xong hết rồi bây giờ tới mấy đứa cháu nè, trước khi nó đi về nó tặng lễ má đê. Lễ má đê ngày mai. Tuần sau nhưng mà nó về rồi cho chứ. À, lễ má đà đê là tuần sau nha cả nhà, nhưng mà tại hai đứa cháu nó về đó. Nó về bên về nhà nó đó. Cho nên giờ nó tặng trước. Ok, give me. Okay. Oh yeah. Here we go. Đây cháu mình nó tặng trước nè rồi nó đi về nha cả nhà. Trời ơi.
Thank you nha, see you. Next year. Next year? Oh yeah, next year. Japan năm nay. Oh, đi Japan. Yeah. Mấy đứa đi Japan chơi nữa nha cả nhà. Đây. Còn có con bông hả? Không có. Ờ. Này, ở này. Này của Như Linh cho, này của Thị Linh cho. Yeah. Happy Mother Day. Dạ. Yeah. Đây. Đây. Này mua hết chơi là John hả? Dạ. Dạ bà đi vô. Chính, tặng máy chính hả? Dạ. Yeah. Nó ngồi rồi để cái tay vậy nè. Thì ờ máy chính. Ờ máy chính nữa nè. Dạ. Ờ máy chính. Cả hai bó, đứa không bó. Dạ, hai bó luôn. Rồi, rồi lại, lại máy chính luôn. Dạ. Yeah. Rồi, xong rồi lấy thành mới lại. Rồi, rồi đặng đâu xào hoa nữa nha. Dạ. À, cảm ơn hai đứa nha. À, ốc có hình chứng má mẫu. Má mẫu. Rồi, lên chiều hai đứa. Má mẫu cảm ơn. Dạ. Hấp dơ. Tôi phải được đứa gái gì đã. Rồi, à, lớp cũng có người. À, yeah. Bạn giờ nó hai đứa cháu nó cho mẹ Út. Ồ, cảm ơn hai hai đứa bé nhiều. Cảm ơn má 10. Tặng cho má 10 hai bó bông luôn á. Má 10. Má má Út thế cho má 10 nhận trước. Ok, rồi cảm ơn mấy con. Bye, bye, bye hai đứa nè. Rồi. See you next year nha. Rồi cả nhà bây giờ hai đứa cháu ngày mai nó đi về thôi. Hung nó không miếng này. Bye. See you next year nha. Cháu mình con của bà Tám nè, bà Tám kịch đó. Này lớn quá lớn rồi, nay má chín nay lùng sủng lại. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi video của cô ăn cháu. Gà của dì cháu mình nha. Rồi hẹn cả nhà video kế tiếp nha. Mến chúc cả nhà luôn luôn được bình an vui vẻ hạnh phúc. Bye bye, bye. Ha ha ha.